Xin chào các bác. Hiện tại tôi sẽ trước mặt tôi là con Israel 2.0 Mid. Đây là cái con Israel phiên bản thấp nhất. Nó còn hai phiên bản cao hơn là 2.0 SL và 2.5 nữa. Thì con 2.0 Mid này nó có một cái đặc biệt là nó có camera 360. Đấy, hay là vậy đấy. Là nguyên zin nó không có đâu, do đại lý chúng tôi lắp đặt thêm để tặng cho các khách hàng khi mà mua xe tại đại lý chúng tôi. Đây, trước mắt mình là màu đỏ. Chúng tôi còn có các màu khác nữa như màu xanh ô liu ở đây. Đấy. Như cái con đó là con bản 2.0 Mid luôn, nhưng mà nó là Mid Premium. Premium là nó cao hơn con này một xíu, nhưng mà cái con Mid đó có lẽ là con cuối cùng của miền Nam đấy. Đại lý chúng tôi là còn con cuối cùng, các đại lý khác người ta bán hết rồi. Thì con Premium đã khai tử. Thì Premium đó nó sẽ hơn con này một số cái thôi. Ví dụ như cái gói giá nóc nè. Đằng sau nó có logo Premium, nó có camera lùi, cảm biến mở cốp. Đó, hơn một số thứ, còn lại giống như hết. Và giá nó sẽ cao hơn con này một xíu. Và tôi sẽ tập trung lại con này, nó màu đỏ. Rất đẹp nha các bạn. Cụm đèn đầu này thì vẫn có đèn ban ngày, nhưng mà đèn nó là chỉ là đèn halogen thôi, cũng không có đèn sương mù. Cái con Premium bên kia thì nó sẽ có đèn sương mù đấy. Đây, con này xài động cơ 2.0 nha các bạn. Đây, nó sẽ có cái bộ ốp cản. Ốp cản đi sau xe, trước sau bên hông đôi có hết luôn. Mâm con này, mâm này chỉ có 17 thôi. Đây cái điểm đặc biệt, 2.0 Mid bản thấp nhất mà lại có camera 360. Giờ chúng tôi đổ thêm đấy, lắp đặt khi tặng cho khách hàng khi mua xe. Tôi sẽ quay bên hông cho các bạn. Trời tối nên nó lấy nét nhiều khi không có chính xác nha các bạn. Đấy, rất đẹp. Nếu mà con Premium thì ngay chỗ này sẽ có thêm cái logo Premium ngay đây. Đấy. Con này thì không có cửa sổ trời nha các bác, bản thấp nhất. Rồi tôi sẽ cho các bác xem cái thông số của động cơ. Đây, động cơ 2.0 142 mã lực 200 Nm, hộp số là CVT, dẫn động cầu trước. Đây, kích thước của nó đây, một số cái công nghệ của nó này, chế độ lái tiết kiệm, bó cứng phanh, cứng màng điện tử đủ hết. Đấy. Bên trong nó có cái hệ thống điều khiển camera 360 nha các bác. Con này có camera lùi nha, nguyên bản của nó thì không có đâu. Đây. Cái này chính là cái hệ thống kích hoạt camera 360 mình điều khiển trước sau trái phải, muốn xem cái nào bật công tắc thôi. Đây là cái nội thất tổng thể của nó. Màu đen hết nha bác, nội thất con nào cũng màu đen hết. Ghế thì bên này chỉnh điện hết rồi. Chỉnh điện 8 hướng, bên kia 4 hướng. Đấy. Thì hiện tại nếu các bác mua cái con Israel 2.0 Mid này tại đại lý chúng tôi thì tôi cam kết với các bác giá tốt nhất trên thị trường, có nghĩa là rẻ nhất trên thị trường, được tặng quà tặng các kiểu luôn. Bây giờ tôi sẽ nói rõ cái quà tặng là những gì nè. Bác mua màu đỏ này, tặng camera 360, gói cách âm sàn cửa, bảo hiểm vật chất, dán phim cách nhiệt cao cấp, tặng thanh giá nóc giống như cái con bên đó luôn. Đó, tặng bệ bước chân, tặng gói bảo dưỡng 1 năm. Tất tần tật có cái gì tặng ở đó hết luôn. Đấy, rất là nhiều quà tặng. Giá sập sàn nè. Nhưng mà Mid thì chúng tôi chỉ còn khoảng 4 con mà chúng tôi chỉ áp dụng chương trình mà gọi có cái tiêu đề là tổng giảm khuyến mãi tiền mặt và phụ kiện lên đến 60 triệu thì nó chỉ áp dụng khoảng 9 cái xe thôi, bán được khoảng 3 con, còn 6 con. 6 con đó thì sẽ có 4 con Mid. Đây là con bản Mid thấp nhất, con này cũng vậy nè. Nhưng mà con này chưa gắn camera 360. Khi nào các bác mua chúng tôi sẽ gắn bản. Còn không thì các bác có thể quy đổi sang những món khác. Đấy, còn bên này là 2.0 Premium nè. Con này là con độc nhất vô nhị, chỉ còn lại mỗi đại lý Nissan Go Vap, còn các đại lý khác không còn đâu. Nó có đóng cái logo Premium đằng sau á. Nó hơn cái con này một số thứ.
là nó có camera lùi nè, nó có camera lùi, nó có giá nóc, nó có đèn sương mù, có cả miếng mạ cốt, có logo premium. Giá thì nó cao hơn con này khoảng 15 triệu. Ta đi một vòng nè. Đây, máy thông số khác nó giống y hệt nhưng mà nó sẽ hơn nè, hơn cái đèn sương mù ở đây. Trên này nó có giá nóc. Nhưng mà bù lại nó sẽ không có cái bộ bộ ốp xung quanh xe như cái con bên đó đâu. Để không có cái bộ ốp đó. Con này không có. Nhưng mà con này hay lắm, bây giờ các bác mua không có, nó đầy đủ hơn những con nghe một số món. Đây. Nó có camera lùi zin. Cái là cả miếng mở cốp. Đây nè, cái logo này có bán ra ngoài đặt không có đâu, chỉ có chính hãng mới có, ra ngoài làm không có. Thế mới hay chứ. Không phải thích gắn mà là gắn đâu, đồ lô nhìn vô nhìn thấy ngay. Đấy. Rất đẹp. Giá sập sàn xả kho nha các bác, áp dụng cho 6 xe còn lại. Mít thì chúng ta còn 4 con. Đấy, tất cả đều 2018, không có 2017 gì hết á. Vấn đề là chúng tôi xả kho thôi để thu hồi vốn và lấy lô khác về bán. Đấy. Các bác cần tư vấn cái gì? Tư vấn chọn màu, tư vấn ngân hàng bảo hiểm, cứ alo vào cái số trên tiêu đề của tôi có để số điện thoại. Nếu các bác ở khu vực miền Nam cứ đến đại lý Nissan Gò Vấp, alo vào tôi chỉ đường cho là đến ngay. Bảo dưỡng bảo trì gì cũng được. Đấy. Rất đẹp nha các bác. Đây bên này con 2.0 SL là con phiên bản giữa này, nó cao hơn cái phiên bản này. Thì nó hơn con này một vài thứ thôi, là có cái đèn đầu là đèn full LED này. Có camera 360. Đấy, có camera lùi cả miếng mở cốp này kia. Đấy, anh tập trung là cái con này. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Cứ gọi vào cái số hotline của tôi trên này, tôi sẽ hỗ trợ cho các bác. Rồi, xin cảm ơn.